xin gửi đến các bạn một tiểu luận của tiến sĩ Kirby Anderson Nguyễn với tựa đề Thỏa hiệp bí mật ngày 5 tháng 7 năm 2020. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục là Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, được luật sư William Lay hướng dẫn đến Sở Di trú King County, Seattle, tiểu bang Washington, nộp đơn xin tị nạn chính trị sau 2 tuần lễ ông và vợ ông đi thăm 3 người con đang là du học sinh ở tiểu bang này. 4 ngày sau, qua trung gian của một viên chức cao cấp Hoa Kỳ, ông trao cho chủ bút tạp chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu tối mật có liên quan đến sự sống còn của nước Việt Nam. Tập tài liệu này do người anh vợ của ông, Thiếu tướng Hoàng Thanh Tùng, làm Chính ủy Tổng cục 2 dưới thời Tổng cục trưởng Nguyễn Chí Vịnh, xếp lại nguyên văn từ cuốn băng nhựa archive mang bí số ML887, ghi âm những cuộc họp bí mật của các nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh và Trung Cộng Giang Trạch Dân, sinh năm 1926, Lý Bằng, Lương Quang Kiệt, Diệp Tuyển Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu. Những bản ghi âm này được ghi âm tại Thành Đô, Trung Quốc, về việc thảo luận các thỏa hiệp sáp nhập nước Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc. Ngày sau đó, những thông tin tối mật này đã được tờ Foreign Policy Magazine phổ biến trong vòng những bình bút của họ để điều tra thêm, trong đó có tiến sĩ Kirby Anderson Nguyễn. Thật ra, cam kết giao nước Việt Nam cho Trung Quốc đã được ký bằng lời hứa danh dự của Hồ Chí Minh với 2 đại tướng tàu Trần Canh và Vị Quốc Thành, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. 4 năm sau, năm 1930, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định lại một lần nữa với Tổng lý Châu Ân Lai, Việt Nam và Trung Quốc tuy hai nhưng mà một, một dân tộc, một nền văn hóa, một phong tục, một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc. Chúng tôi cũng làm để đền ơn đáp nghĩa. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, Hồ Chí Minh chỉ thị Phạm Văn Đồng ký công hàm giao đất Hoàng Sa cho Mao Trạch Đông. Lê Duẩn, tên thật là Lê Văn Nhuận, bị phe thân tàu thuốc chết ngày 10 tháng 7 năm 1986 khi đang nắm chức Tổng Bí Thư vẫn chưa hết nhiệm kỳ. Nguyễn Văn Linh, tự là Mười Cúc, lên nắm chức Tổng Bí Thư, tức khắc nối lại ban giao với Trung Quốc bằng một câu nói để đời trong lịch sử. Tôi cũng biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất đảng. Dưới sức ép của Trung Cẩu về việc trả nợ chiến tranh, ngày 10 tháng 8 năm 1987, Nguyễn Văn Linh đang mắc bệnh ung thư, bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang và Đặng Tiểu Bình, bàn về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phát họa rõ ràng một chương trình sáp nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc qua chiến thuật hòa bình, hữu nghị, chậm chậm, êm mã, kín đáo, không ai có quyền biết đến, thời gian là 60 năm, phân ra 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm. Giai đoạn 1, từ ngày 15 tháng 7 năm 2020, sẽ là quốc gia tự trị. Giai đoạn 2, ngày 5 tháng 7, 2040, sẽ là quốc gia thuộc trị. Giai đoạn 3, ngày 5 tháng 7, năm 2060, nước Việt Nam sẽ đổi tên thành tỉnh lỵ Âu Lạc. Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng đốc Quảng Châu. Thời gian này, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, tiếng Tàu là ngôn ngữ chính. Trong cuộn băng nhựa archive của Tổng cục 2 Việt Nam ghi lại cuộc đàm thoại, Trung Cẩu đưa ra những quy chế khu tự trị và bắt Việt Cẩu phải làm theo với lời lẽ bề trên, trực thượng của bọn Tàu, ban mệnh lệnh, giáo huấn, dạy dỗ, răn đe cấp lãnh đạo Việt Nam phải làm theo những gì suốt 60 năm dài, tịch thu nước Việt Nam từng bước một, âm thầm, lặng lẽ, từ từ như tầm ăn dâu, khéo như dệt lụa Hàng Châu, êm như thảm nhung Thẩm Quyến, theo thể thức diễn tiến hòa bình. Làm cách nào để người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng người Tàu không cướp nước Việt, mà chính người Việt Nam tự mình dâng nước và tự đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa. Tại Thành Đô, Việt Cẩu Nguyễn Văn Linh xin xỏ Đặng Tiểu Bình, nhờ Trung Quốc mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động, công ơn Trung Quốc to lắm, 4 biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị Trung Quốc xóa bỏ các hiểu lầm. Các bất đồng đã qua, phía Việt Nam sẵn sàng làm hết mình để vun bồi tình hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng, do Mao Chủ tịch và Hồ Chí Minh dày công xây dựng trong quá khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng quy chế tự trị, trực thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh, như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây,
để kịp chuẩn bị tâm lý nhân dân và giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập vào đại gia đình dân tộc Trung Quốc. Xin cho thời hạn chuyển tiếp, sáp nhập là 60 năm, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 1990-2020, giai đoạn 2, 2020-2040, giai đoạn 3, 2040-2060.